Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội tổ chức diễn đàn khuyến nông A cộng nông nghiệp với chủ đề Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị sản phẩm, nhằm đánh giá lại tình hình chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm bò thịt trong nước, từ đó đề ra những giải pháp giúp chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị sản phẩm phát triển hơn trong thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý 1 năm 2022, đàn bò ước tăng khoảng 1,1%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 128,9 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chủ yếu chăn nuôi bò thịt trong nông hộ chưa có hoặc bước đầu liên kết sản xuất. Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn đang được xem là con đường ngắn nhất thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi, tạo chuỗi giá trị bền vững, ổn định kinh tế cho người chăn nuôi. Bởi khi tham gia chăn nuôi theo chuỗi, người chăn nuôi sẽ được đảm bảo các yếu tố từ con giống, quy trình chăm sóc đến bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi là cấp giống cho bà con, những con giống tốt và bà con đảm bảo chăn nuôi theo đúng quy trình chăn nuôi của chúng tôi. Đồng thời là khi bà con chăn nuôi ra đầu sản phẩm đầu ra, chúng tôi cũng kết nối bà con cũng như là kết nối với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, việc tuyên truyền chăn nuôi theo chuỗi giá trị gặp không ít khó khăn bởi việc nhân rộng lan tỏa phụ thuộc vào sự vào cuộc của bà con nông dân trong việc mở rộng trang trại, sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong việc cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu thu mua sản phẩm cho người dân. Để giải quyết được những vướng mắc này, cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Làm sao để có những giải pháp để trồng cây thức ăn để có thể chủ động được cái nguồn thức ăn tại chỗ. Thứ hai là giải pháp hiện nay thì cũng đã có những cái một số các cái doanh nghiệp cũng như một số các liên kết sản xuất sử dụng được các cái mô hình liên kết tuần hoàn, trong đó có cái việc là vừa chăn nuôi vừa vấn đề thu gom phân rác thải, vừa đảm bảo sạch cái môi trường nhưng đồng thời thu gom phân để làm phân hữu cơ. Cũng phải cần thêm cái cơ sở giết mổ, đặc biệt là cái đầu tư của các doanh nghiệp để làm sao đầu tư các cơ sở giết mổ để có cái liên kết sản xuất một cách tốt hơn. Hiện nay chăn nuôi bò thịt còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt tại thành phố Hà Nội, nơi có thị trường tiêu thụ thịt bò lớn thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh. Cái dư địa để mà phát triển chăn nuôi và chăn nuôi bò thịt là còn đối với Hà Nội còn rất lớn. Thế thì trong thời gian tới thì cái việc mà để mà phát triển thì với cái theo chuỗi trị thì thành phố Hà Nội sẽ thực hiện theo cái nghị định 98 và cái việc mà quy hoạch vùng các cái vùng tập trung như vậy để mà tổ chức thành các hợp tác xã và trên cơ sở đó hỗ trợ cái nhà xưởng máy móc thiết bị chế biến bảo quản. Tham gia mô hình chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị, nông dân được nâng cao trình độ sản xuất thông qua tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thông tin hữu ích từ các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp, từ đó gắn kết giữa nông dân, với nhà khoa học, nhà quản lý nhà nước, các doanh nghiệp ngày càng bền chặt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Thưa quý vị, tỷ phú giàu nhất Thái Lan vừa sang Việt Nam hiến máu cứu người. Cụ thể là ông Supakit Theravanon, chủ tịch tập đoàn CP, tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan với tổng tài sản là gần 50 tỷ đô la Mỹ, đã tham gia hoạt động đầy nhân văn này, đồng thời cắt băng khánh thành điểm hiến máu cố định thứ tư đặt tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp do tập đoàn CP hỗ trợ về tài chính để xây dựng. Ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp hôm nay có một sự kiện đặc biệt. Ông Supaki Theravanon, chủ tịch tập đoàn CP, tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan với tổng tài sản gần 50 tỷ đô la Mỹ sang Việt Nam hiến máu tình nguyện. Theo như tôi được biết thì ở Thái Lan thì tập đoàn CP là tập đoàn đứng đầu trên đất nước Thái Lan về tham gia các cái hoạt động hiến máu tình nguyện. Và không phải chỉ có cán bộ nhân viên tập đoàn mà cả các ông chủ tịch, tổng giám đốc đều tham gia hiến máu. Và đấy là một cái truyền thống hết sức là tươi đẹp và hết sức là nhân văn của tập đoàn CP Việt Nam. Ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, những người làm trong ngành huyết học như ông vô cùng ấn tượng với nghĩa cử nhân văn của tập đoàn CP, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này tại Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu nhất là ông Monchi Suanphorsi, tổng giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Khi mà chúng tôi làm việc với ông Monchi thì ông ấy đã tham gia ngay từ những cái ngày đầu khi mà ông đặt chân đến Việt Nam. Thì hôm nay ấy, ông cũng đã tiến hành thực hiện cái việc hiến máu tình nguyện tại cái điểm hiến máu tình nguyện mới được khai trương này. Và ông ấy đã hiến máu được 54 lần.
Đấy là một con số rất là ấn tượng. Bởi vì như tôi chẳng hạn thì tôi cũng chỉ mới hiến máu được có 25 lần. Thì đấy là một cái truyền thống nhân văn. Nó là một cái làm cho chúng ta khơi dậy một cái lòng nhân văn của con người đối với chúng ta. Bởi vì một cái người mà nước ngoài đến từ một cái đất nước khác mà họ đều tham gia những cái hoạt động hiến máu tình nguyện để chia sẻ cái dòng máu của mình cứu người dân Việt Nam, thì đấy có thể nói rằng là cái hành động rất là nhân văn và có thể nói là thể hiện một cái tình chia sẻ và đồng cảm của những cái người Thái Lan đối với cả người Việt Nam. Việc ông chủ tịch tập đoàn CP Thái Lan sang Việt Nam hiến máu tình nguyện lần này nằm trong sự kiện Bộ Y tế và thành phố Hà Nội cùng với các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành điểm hiến máu cố định thứ tư đặt tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội do tập đoàn CP hỗ trợ về tài chính để xây dựng. Theo Bộ Y tế, sau điểm hiến máu cố định đặt tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp huyện Thanh Trì hôm nay, thì sắp tới sẽ tiếp tục có thêm một điểm hiến máu cố định nữa đặt tại quận Ba Đình được khánh thành do tập đoàn CP hỗ trợ. Việc hỗ trợ xây dựng các điểm hiến máu cố định đặt tại các địa phương để nhân dân thuận lợi trong việc hiến máu cứu người là ước vọng của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, đó là ông Monty Suwanposi. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn là hình thế thời tiết phổ biến lúc này tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dự báo cho ngày mai, ngày 29 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp và thấp nhất trong ngày từ 45 cho đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ từ 12 cho đến 17 giờ. Còn với khu vực Trung Bộ, ngày mai sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp và thấp nhất trong ngày từ 40 cho đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ từ 11 cho đến 17 giờ. Thưa quý vị, hiện tại đang là giai đoạn nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc, gia cầm. Để chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, bà con cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật sau đây. Trước tiên thì cần sử dụng lưới đen, vải bạt để che nắng cho chuồng nuôi. Ngoài ra thì cần tăng cường trồng các cây xanh quanh khu vực chuồng nuôi để tạo bóng mát. Bố trí hệ thống giàn phun mưa, phun nước trực tiếp lên mái chuồng nuôi để giảm nhiệt độ chuồng vào những thời điểm nắng nóng cao độ trong ngày từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều. Khi phun mưa thì cần chú ý tăng cường thông gió và thoát nước ở xung quanh chuồng nuôi để tránh ẩm độ trong chuồng nuôi tăng cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi. Ngoài ra thì bên trong chuồng có thể bố trí sử dụng quạt điện làm giảm hơi nóng và khí độc sinh ra từ chất thải vật nuôi. Lưu ý là khi lắp quạt thông gió thì nên lắp ngang tầm lưng gia súc, không treo quạt từ trên trần để tránh thổi khí nóng từ mái chuồng xuống gia súc. Xin được quay trở lại với thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, từ ngày mai, thời tiết tại đây phổ biến là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời điểm xảy ra mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng là 21 cho đến 33 độ C. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.